nghệ sĩ Thương Tín xuất viện về nhà trọ. Sau vài ngày nằm viện vì đột quỵ, nghệ sĩ Thương Tín đã xuất viện về nhà tiếp tục dưỡng bệnh. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi cho biết nghệ sĩ Thương Tín đã xuất viện về nhà vào trưa mùng 1 tháng 3. Hiện tại, sức khỏe của anh khá ổn, có thể đứng lên đi lại được và tất nhiên vẫn phải có người dìu. Bác sĩ muốn anh ở lại thêm 2 đến 3 ngày nữa, nhưng anh xin được về nhà trọ cho thoải mái, nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi cho biết. Trịnh Kim Chi cho biết, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương đã gửi đến nghệ sĩ Thương Tín số tiền 100 triệu đồng do chính bà kêu gọi các mạnh thường quân quyên góp để ủng hộ cho diễn viên ván bài lật ngửa. Riêng nghệ sĩ Trịnh Kim Chi kêu gọi đã nhận được số tiền trên 300 triệu đồng. Chiều nay tôi sẽ tổng kết toàn bộ số tiền nhận được sau khi kêu gọi ủng hộ cho anh Tín. Cũng trong thời gian sớm nhất chúng tôi sẽ mua gói bảo hiểm cho con gái của anh Thương Tín để đảm bảo cho cuộc sống lâu dài của bé. Trịnh Kim Chi chia sẻ thêm, chị LH, mạnh thường quân đã lên tiếng giúp đỡ gia đình nghệ sĩ Thương Tín về nhà ở và việc làm cho biết chị đã liên hệ với vợ nam nghệ sĩ để nói chuyện về việc đi làm trong thời gian tới nhằm sớm ổn định cuộc sống. Hôm 25 tháng 2, nghệ sĩ Thương Tín được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở quận 12 trong tình trạng lơ mơ, yếu nửa người bên trái và còn sốt gần 39 độ C. Sau khi thực hiện các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán nam nghệ sĩ bị nhồi máu não trên nền bệnh viêm phổi, sốt cao. Sau khi biết tin nghệ sĩ Thương Tín bị đột quỵ, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương, nghệ sĩ Hạnh Thúy, nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi rất lo lắng và đã vào bệnh viện hỏi thăm tình hình sức khỏe của đồng nghiệp. Không chỉ vậy, các nghệ sĩ còn chia sẻ lên mạng xã hội, kêu gọi quyên góp để giúp đỡ nghệ sĩ Thương Tín bởi hoàn cảnh của ông đang gặp rất khó khăn. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.